cô bình thường là cái người ham học và theo dõi rất là nhiều những cái hiện tượng về nghệ thuật trên thế giới, cho nên đối với cô không có cái gì lạ, mà thậm chí cái điều đó nó còn có vẻ thích hợp với cái bản năng gốc của mình, tức là con người mình nó cứ thích đổi mới hoài, cứ thích chuyên, cứ thích chở và cứ thích thay, cứ thích đổi. May mắn là cô có cái ekip rất là trẻ và có thể nói là chuyên nghiệp, cho nên là cô thật sự không có bị khó khăn gì. Vấn đề là nếu trong cuộc sống mà con yêu cuộc sống và con quý trọng con người và con muốn học, muốn hỏi thì mọi việc, cho dù nó khó đến đâu thì cuối cùng nó sẽ trở thành vô cùng hạnh phúc. Đó là do cái sắc tướng, tức là người sống lâu năm thì người đó gọi là già và người mới ra đời thì gọi là người trẻ. Nhưng mà cái con người ngoài sắc tướng nó có tâm với ý thì cái đó là không sắc tướng. Cho nên như là chúng ta nghe Đức Phật hay Đức Chúa nói đó, bạn nhớ không? Tức là cái trẻ của tâm với của ý đó, nó không trẻ, không già, không mới, không cũ, mà nó luôn luôn nó thích nghi với lại cái hơi thở của cuộc sống. Cho nên nếu mà nói về tuổi thì nghĩa là mình già, nhưng mà nói về tâm với ý thì con người bằng nhau, không có ai già, không ai trẻ. Cho nên là cái điều đó, nếu mà mình học cách sử dụng được cái sắc tướng cũng như là cái không sắc tướng thì mình sẽ rất là hạnh phúc và mình sẽ không bị trở ngại gì hết. Những cái việc của chúng ta làm đó đều có sự đồng ý và đều có sự không đồng ý, thậm chí có sự yêu thương và có sự ganh ghét. Tôi nghĩ rằng đó là một cái quy luật bình thường trong cái vận hành của toàn cầu. Và nếu như bạn làm một việc gì mà 100 người đều khen hết thì bạn hãy coi chừng, tức là sắp sửa lên bàn thờ rồi. Còn nếu như có những cái ý kiến khác mình đó, thì mình cố gắng lắng nghe, và nếu như ý kiến khác đó mà đúng thì mình hãy học và mình cảm ơn, chứ không thể nào nói rằng khi mình làm mà tất cả mọi người đều khen, cái đó không bình thường. Dạ. Thí dụ như bạn thấy là kể cả cái nền sân khấu mà cả thế giới ngưỡng mộ là thời cổ đại, thì cho đến bây giờ bạn đếm được đầu ngón tay những cái vở diễn mà gọi là còn sống và kinh điển, là bởi vì nghệ thuật khó lắm. Có khi lúc mình tập mình rất là ồn ào, mình rất là hy vọng, nhưng mà đến chừng ra với công chúng nó lạnh tanh. Và có những cái vở, những cái chương trình mà khi mình tập mình thấy trời ơi sao nó lặng lẽ quá, trời ơi sao nghi quá, trời ơi sao thế này nọ, bỗng nhiên ra là ồn ào. Không ai làm nghệ thuật mà dám nói với mình rằng không, tôi làm hết lòng, ra thế nào cũng sẽ được. Cái điều đó nó, đó là một cái, mình có thể nói là một cái chánh pháp trong cái cuộc sống này mà người ta không thể giả bộ. Cho nên á, mà tôi nghĩ rằng đó, như các đạo diễn thế giới đó, họ thường nói như thế này nè, đối với một cái người hoạt động nghệ thuật đó, thì chính khi các bạn sáng tạo là hạnh phúc, còn khi đã có một cái tác phẩm thì nó thuộc quyền của công chúng, nó không phải thuộc quyền của bạn nữa, tình tử là bạn không có nên chắc cái gì hết. Trong cái nghệ thuật này nè, và bác Bảy Biển Châu đã có thể nói rằng ông đã gánh chịu không biết bao nhiêu là những cái lời mà nếu như người khác là đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà những điều mà tôi vừa nói với bạn đó, thì chính là tôi học từ các bác đi trước. Các bác nói rằng con làm nghệ thuật hãy làm cái điều mà con thấy phải làm, và nếu như con để vào lời tiếng khen hay là con sợ những cái lời mỉa mai quán trách hay là những cái điều mà thậm chí người ta nhận xét mình rất là thô, rất là bạo tàn bạo lực đó, thì mình cũng phải nghe một cách rất cẩn thận. Bởi vì ở trong bùn có sen. Của mình.